Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin 9 giờ 10 của Đài Phát thanh truyền Cao Bằng. Như thường lệ, một số tin tức trong tỉnh đang chú ý sẽ mở đầu cho bản tin sáng nay. Đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Vũ Hồng Quang, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà và ăn Tết với đồng bào dân tộc Mông tại xóm Phiêng Nậm, xã Vĩnh Phong, huyện Bảo Lâm. Cùng đi có đại diện lãnh đạo Ban dân vận tỉnh ủy, Ban dân tộc, và huyện Bảo Lâm. Xóm Phiêng Nằm, xã Vĩnh Phong là xóm vùng sâu, vùng xa, đường đi lại khó khăn. Hiện xóm có 89 hộ dân, 345 nhân khẩu, với 100% dân tộc Mông. Toàn xóm còn 68 hộ nghèo, 17 hộ cận nghèo. Năm 2022 có 87% gia đình được đánh giá xếp loại gia đình văn hóa. Chia sẻ khó khăn với người dân nơi đây, đoàn công tác của tỉnh đã động viên trao tặng quà Tết của tỉnh cho 89 hộ dân ở xóm Phiêng nặng và 9 hộ gia đình tiêu biểu của xóm Bản Diều, Én Ngoại, Lũng Trang, xã Vĩnh Phong với tổng giá trị các phần quà là 49 triệu đồng. Tặng quà Tết cho Đảng ủy xã, trường mầm non, tiểu học, công an xã, tập thể xóm mỗi suất 5 triệu đồng. Đoàn công tác mong muốn các hộ dân tiếp tục nỗ lực chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi phù hợp với điều kiện địa phương, tập trung phát triển kinh tế gia đình, vươn lên xóa đói giảm nghèo, các cấp ủy chính quyền địa phương có phương án, có định hướng cụ thể trong việc hỗ trợ tạo điều kiện cho xóm phát triển kinh tế, ổn định đời sống. Đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm của tỉnh đã đến kiểm tra công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm dịp Tết Nguyên đán Quý Mão và mùa lễ hội xuân năm 2023 tại huyện Trùng Khánh. Đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh đã đi kiểm tra thực tế việc chấp hành vệ sinh an toàn thực phẩm tại 3 cơ sở kinh doanh dịch vụ thực phẩm, dịch vụ ăn uống và kinh doanh thức ăn đường phố tại xã Đàm Thủy và thị trấn Trùng Khánh. Tại thời điểm kiểm tra, các cơ sở đã xuất trình đầy đủ hồ sơ pháp lý về vệ sinh an toàn thực phẩm và các giấy tờ liên quan, chấp hành tốt các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm, không có cơ sở vi phạm. Đoàn kiểm tra đã hướng dẫn và đề nghị các cơ sở kinh doanh thực hiện tốt các quy định của pháp luật về an toàn vệ sinh thực phẩm. Làm việc với ban chỉ đạo liên ngành huyện, đoàn kiểm tra liên ngành yêu cầu huyện Trùng Khánh tiếp tục triển khai công tác đảm bảo an toàn thực phẩm theo đúng kế hoạch, đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân, hướng dẫn các cơ sở chế biến, kinh doanh thực phẩm đảm bảo an toàn, tăng cường công tác thanh kiểm tra các cơ sở sản xuất, chế biến và kinh doanh thực phẩm nhằm hạn chế thấp nhất ngộ độc thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán và mùa lễ hội đầu xuân năm 2023. Theo báo cáo của huyện Nguyên Bình, trên địa bàn huyện có 113 hộ sản xuất chế biến miến rong, sản xuất bánh nướng và chế biến bánh mì. 4 hợp tác xã sản xuất chế biến miến rong, trên 240 điểm kinh doanh hàng tạp hóa. Qua kiểm tra cho thấy, các cơ sở đã xuất trình đầy đủ hồ sơ pháp lý về vệ sinh an toàn thực phẩm và các giấy tờ liên quan, chấp hành tốt các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm. Đoàn kiểm tra đề nghị, huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tăng cường công tác phối hợp kiểm tra và kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm an toàn thực phẩm tại các cơ sở kinh doanh, đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán Quy Mão và mùa lễ hội xuân năm 2023, góp phần đảm bảo sức khỏe người tiêu dùng. Công đoàn Khối trường học xã Ngọc Động, huyện Hà Quảng đã tổ chức Đại hội Điểm Đại hội Công đoàn Cơ sở lần thứ hai, nhiệm kỳ 2023-2028. <laughs> nhiệm kỳ 2018-2023 công đoàn khối trường học xã hoạt động tổ chức thăm hỏi tặng quà nhân dịp tết trung thu tết thiếu nhi mùng 1 tháng 6 cho con em đoàn viên công đoàn hỗ trợ hai đoàn viên công đoàn trong chương trình mái ấm công đoàn được hai nhà trị giá 50 triệu đồng trong nhiệm kỳ qua đã giới thiệu và kết nạp đảng được 5 đồng chí đại hội đã bầu ra ban chấp hành công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028 và bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên. Trường Mầm non Mùng 3 tháng 10 vừa tổ chức ngày hội ứng dụng phương pháp Montessori trong giáo dục mầm non năm học 2022-2023. Đây là hoạt động nằm trong kế hoạch thực hiện chuyên đề ứng dụng phương pháp Montessori trong giáo dục mầm non giai đoạn 2020-2025 được nhà trường triển khai thực hiện nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ. Năm học 2020-2021, nhà trường đã chỉ đạo thực hiện lớp điểm về ứng dụng phương pháp Montessori tại 4 lớp học từ 3 đến 5 tuổi, có giáo viên đã được đào tạo chuyên sâu. Đến năm học 2021-2022 đã triển khai nhân rộng ứng dụng phương pháp này tại 12 lớp còn lại. Hiện 100% lớp học được trang bị hệ thống giáo cụ theo phương pháp Montessori gồm góc thực hành cuộc sống, góc phát triển cảm giác, góc toán góc ngôn ngữ và góc văn hóa. Đội ngũ giáo viên được tập huấn, đảm bảo có đủ năng lực, trình độ chuyên môn, tổ chức được môi trường giáo dục cho trẻ theo hướng mở, an toàn. Bên cạnh đó, nhà trường cũng phối hợp với các phụ huynh cùng thực hiện chuyên đề nhằm tạo cơ hội cho trẻ thường xuyên được khám phá, trải nghiệm. Tại ngày hội, trẻ đã được tổ chức thực hiện các hoạt động vui chơi, học tập, ứng dụng phương pháp Montessori như hoạt động điểm danh, hoạt động với giáo cụ mới, hoạt động rèn luyện kỹ năng thực hành cuộc sống, hoạt động ẩm thực, tham gia giao lưu. Tại thị trấn Đông Khê, huyện Thạch An, vừa xảy ra một vụ hỏa hoạn làm chết một người. Vào khoảng 1 giờ sáng ngày 4 tháng 1 năm 2023, người dân tại khu Phai Park, xóm Ngà Luồng, thị trấn Đông Khê, huyện Thạch An, phát hiện ngôi nhà của chị L.T.H. bốc cháy nên đã báo lực lượng chức năng. Ngay sau khi nhận được tin báo, công an huyện Thạch An đã triển khai lực lượng đến cứu hỏa. Sau một tiếng đồng hồ đã khống chế từ đám cháy. Khi lực lượng công an tiếp cận bên trong căn nhà, phát hiện một người tử vong. Toàn bộ đồ đạc bên trong căn nhà rộng khoảng 100 mét vuông bị thiêu rụi, ước tính thiệt hại khoảng 200 triệu đồng. Hiện công an huyện Thạch An đang thực hiện điều tra, khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn. Tiếp theo sẽ là thông tin đáng chú ý trong nước quốc tế. Sáng ngày 4 tháng 1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 của ngành kế hoạch và đầu tư. Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhắc lại nhận định của đồng chí Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Bộ Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan tổng tham mưu có vị trí vai trò đặc biệt quan trọng. Năm 2022, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã bám sát, nắm chắc tình hình trong và ngoài nước để thực hiện vai trò của cơ quan tổng hợp tham mưu cấp chiến lược, cơ quan đầu mối điều phối điều hành kinh tế vĩ mô có sản phẩm cụ thể, hiệu quả lượng hóa được. Trong đó một dấu ấn là trình cấp có thẩm quyền ban hành chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội có quy mô 347.000 tỷ đồng, phù hợp với điều kiện hoàn cảnh đất nước với bốn lĩnh vực trọng tâm mà thực tế khẳng định là đúng và chúng là an sinh xã hội, y tế, hạ tầng và hỗ trợ doanh nghiệp. Cùng với đó, bộ đã đóng góp tích cực vào cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, kịp thời đối thoại, lắng nghe, đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp tối đa theo tinh thần chính phủ kiến tạo, tạo môi trường kinh doanh, đầu tư thông thoáng. Cùng với giải ngân đầu tư công, giải ngân vốn FDI đạt khoảng 22 tỷ đô la Mỹ. Năm 2022 là năm có số lượng đăng ký doanh nghiệp cao nhất từ trước đến nay. Thủ tướng lưu ý với nguồn vượt thu năm 2022 là 392.000 tỷ đồng, cần ưu tiên xử lý các vấn đề cấp bách, đột xuất, bất ngờ và đầu tư hạ tầng giao thông chiến lược, dùng nguồn lực này để thực hiện bằng được mục tiêu của Đại hội 13 của Đảng là tới năm 2025 cả nước có 3.000 km cao tốc và tới năm 2030 có 5.000 km cao tốc, để tạo không gian, động lực phát triển mới cho đất nước, làm sát tấm ra món, dứt khoát, không giản trải, manh mún, kéo dài. Thủ tướng cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, cá thể hóa trách nhiệm, đi đôi với phân bổ nguồn lực phù hợp, nâng cao năng lực cấp dưới và tăng cường kiểm tra, giám sát, phân bổ nguồn lực. Theo thông tin của Bộ Tài chính mới công bố, nhiều khoản thu ngân sách năm 2022 vượt xa dự toán. Cụ thể, tổng thu đạt 1.803,6 nghìn tỷ đồng bằng 127,8% dự toán, tăng 15% so với năm ngoái. Tổng cộng có 10 khoản thu vượt dự toán, hai khoản thu không đạt dự toán là thu thuế bảo vệ môi trường và thu cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Điều này được các chuyên gia cho rằng là cơ sở để đặt ra những mục tiêu khả quan về thu ngân sách, trợ lực ổn định nguồn ngân sách phục hồi kinh tế năm 2023. Theo báo cáo từ Bộ Tài chính, nổi bật là thu nội địa vượt 21,8%, thu từ dầu thô vượt 176%, thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu vượt 43,9% dự toán. Lý giải nguyên nhân nhiều khoản thu ngân sách vượt xa dự toán, Bộ Tài chính cho biết, chủ yếu do hoạt động kinh tế tiếp tục duy trì đà phục hồi và tăng trưởng khả quan với GDP tăng 8,02% tổng mức bán lẻ, chỉ số sản xuất công nghiệp và xuất khẩu đều tăng. Cụ thể, tổng thu đạt 1.803,6 nghìn tỷ đồng, bằng 127,8% dự toán, tăng 15% so với năm ngoái. Tổng cộng có 10 khoản thu vượt dự toán, hai khoản thu không đạt dự toán là thu thuế bảo vệ môi trường và thu cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Điều này được các chuyên gia cho rằng là cơ sở để đặt ra những mục tiêu khả quan về thu ngân sách trợ lực ổn định nguồn ngân sách phục hồi kinh tế năm 2023. Theo báo cáo từ Bộ Tài chính, nổi bật là thu nội địa vượt 21,8%, thu từ dầu thô vượt 176%, thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu vượt 43,9% dự toán. Ngày 4 tháng 1, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới thành phố Hồ Chí Minh công bố kết quả tầm soát biến chủng sars COVID-2 trong 6 tháng cuối năm 2022 trên địa bàn thành phố. Đang chú ý, kết quả tầm soát ghi nhận thành phố Hồ Chí Minh đã xuất hiện biến thể phụ XBB của Omicron. Theo đó, nhóm nghiên cứu COVID-19 của Bệnh viện Bệnh nhiệt đới thành phố Hồ Chí Minh và đơn vị nghiên cứu lâm sàng Đại học Oxford thực hiện trên 526 bệnh nhân mắc COVID-19 nhập viện tại bệnh viện Bệnh nhiệt đới từ ngày 1 tháng 7 đến ngày 25 tháng 12 năm 2022. Trong đó 67% tương ứng với 353 ca bệnh nhân có tải lượng virus phù hợp và được giải mã gen. Các nhà nghiên cứu thu nhận 336 bộ gen SARS-CoV-2 chiếm 95% trong tổng số 353 mẫu được đem đi phân tích. Kết quả định danh cho thấy trong 6 tháng cuối năm 2022, thành phố Hồ Chí Minh lưu hành chủ yếu là biến thể Omicron, chỉ có một chủng Delta ghi nhận vào tháng 7 năm 2022. Nhóm nghiên cứu cho biết có sự dịch chuyển từ biến thể phụ BA.5 của Omicron trong các tháng 7, 8, 9 năm 2022 sang biến thể phụ BA.2.75 bao gồm biến thể phụ BN.1 trong 3 tháng cuối năm sự dịch chuyển theo thời gian giữa các biến thể phụ của Omicron từ BA.5 sang BA.2.75 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh là phù hợp với xu hướng chung của thế giới, nhóm nghiên cứu nhận định. Kết quả còn ghi nhận sự xuất hiện của biến thể phụ XBB vào tháng 12 năm 2022 nhưng ở tỷ lệ thấp. Cụ thể là 3 trên 52 trình tự giải mã gen vào tháng 12 chiếm 5,7%. XBB là biến thể phụ của Omicron hay còn gọi là chủng BA.2.10 được phát hiện trên thế giới từ tháng 8 năm 2022. Sau đó XBB đã phát triển thêm các biến thể phụ bao gồm XBB.1 và XBB.1.5. Dựa vào diễn biến dịch COVID-19 thời gian qua và kết quả điều tra huyết thanh vào tháng 9, nhóm nghiên cứu nhận định tình hình COVID-19 của thành phố Hồ Chí Minh đang được kiểm soát tốt qua đó thể hiện vai trò của vaccine trong việc bảo vệ bệnh nhân nặng và tử vong. Việc tầm soát biến thể của SARS-CoV-2 tiếp tục được nhóm nghiên cứu thực hiện trong thời gian tới nhằm cung cấp thông tin kịp thời cho chương trình ứng phó đại dịch COVID-19 của thành phố Hồ Chí Minh. Chuyển sang tin quốc tế, hệ thống y tế Trung Quốc đang dồn sức đối phó với COVID-19 trong bối cảnh các ca nhiễm mới tăng cao những thông tin vài triệu ca mắc mới mỗi ngày hay 50-70% đến 70 dân số của một thành phố mắc COVID-19 cũng chỉ là tính toán theo dịch tễ học của các chuyên gia y tế, chứ không phải là ghi nhận qua xét nghiệm. Từ khi thay đổi chiến lược từ tầm soát số ca mắc sang điều trị, Trung Quốc đã huy động tối đa các nguồn lực trong bối cảnh nhiều bệnh viện ở các tỉnh thành quá tải nặng nề. Cùng với giảm căng thẳng cho các bệnh viện tuyên trên, Trung Quốc cũng theo dõi sát các biến chủng virus trong cộng đồng. Từ chỗ quá tải các bệnh viện tuyến trên, hiện nay các bệnh viện tuyến quận, huyện tại nhiều nơi cũng bị quá tải trước số lượng ca mắc ngoài cộng đồng tăng cao. Các ca bệnh nặng với nhiều bệnh nền được ưu tiên nhập viện điều trị ở các tuyến trên. Trong điều kiện nhiều thầy thuốc cũng mắc bệnh, ngành y tế đang dồn sức để đảm bảo đủ lực lượng, đủ nguồn thuốc, đủ giường bệnh. Paxlovid, thuốc đặc trị COVID-19 của Mỹ vừa được Trung Quốc phê duyệt cũng đã được cung cấp cho nhiều bệnh viện lớn để điều trị cho bệnh nhân cao tuổi. Ngành chức năng Trung Quốc cũng triển khai nhiều giải pháp như giám sát thí điểm nước thải tại các đô thị lớn để chủ động xác định mức độ dịch, biến chủng virus. Với biến chủng XBB và BQ.1 đang phổ biến ở châu Âu và châu Mỹ, vốn khó phát hiện và làm giảm hiệu quả vaccine chưa phát hiện trong cộng đồng tại Trung Quốc. Ba tháng gần đây, Trung Quốc ghi 130 dòng của biến chủng Omicron. Trong lúc này, các địa phương Trung Quốc đang dồn sức cho điều trị với việc huy động tối đa bệnh viện, thuốc men. Đồng thời, mở nhiều kênh trên mạng qua điện thoại để tư vấn kịp thời cho những trường hợp bệnh nhẹ, điều trị tại nhà hay tư vấn cho người dân hiểu đúng về dịch bệnh. Bản tin 9 giờ 10 hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.